Sau đây chúng ta đến với bản đến với bài số 7 trong chương trình học trực tuyến cơ bản 1. Đây là một bản nhạc tập luyện rất quan trọng mà tôi nhấn mạnh là chúng ta nên học nhiều một chút. Bởi vì nó sẽ giúp cho bàn tay trái chúng ta rõ được ra nhiều hơn, các chúng ta sẽ cảm thấy cần phải làm nhiều hơn và chúng ta sẽ phải nghe nhiều hơn để cho, bởi vì đây là bản nhạc mà yêu cầu âm thanh nó. Trong bài này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái dấu móc từ nốt cái móc đầu tiên là từ nốt đô sang nốt đô, thì đây là cái dấu legato. Legato có nghĩa là một cái dấu kéo dài trường độ. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là nốt đô này, nốt đô đầu tiên gảy ở dưới bè dưới thì có ba nốt trầm, thì cái nốt đô thứ hai ấy mà nó được nối sang thì cái nốt đấy chúng ta không cần phải gảy nữa, chúng ta vẫn cứ giữ nốt đô này và cho đến khi hết hai phách của cái nốt đô đó thì sang cái nốt đô sau chúng ta vẫn giữ và cảm thấy như là cái âm thanh của nốt đô trước đấy nó lại một lần nữa nó đóng vai trò của cái nốt đô sau mà chúng ta không cần phải, nó sẽ lại ngân tiếp hai phách nữa. Thì trong trường hợp như thế thì các bạn hiểu rồi là chúng ta không cần phải gảy nốt thứ hai, tức là cái nốt kéo trường độ sang thì nốt thứ hai không cần phải gảy. Còn ở ba bè dưới, ba bè đệm, ba nốt đô này thì chúng ta sẽ đánh mờ đi vì nó là bè đệm. Nhịp 4-4 thì trong ô nhịp có 4 phách và cái nốt ở ô nhịp thứ hai thì chúng ta hình dung như thế này, cái nốt đô ở trên là nốt trắng, thông thường nó là 2 phách. Nhìn ở bè dưới chúng ta lại thấy có 3 nốt đen là nốt đồ rồi, cho nên cái nốt đô trắng đó nó chỉ là 1 phách thôi, bởi vì nếu không nó sẽ bị thừa nhịp ra, nó không phải là nhịp 4-4 nữa. Và để mà dễ hiểu hơn, làm một cách máy móc hơn để chúng ta sau này nhìn bản nhạc chúng ta có thể nhìn nhanh hơn, ví dụ nốt đô trắng ở trên là 2 phách nhưng ở dưới bè dưới lại có một cái nốt chồng với nó, đi cùng với nó là nốt lạng đen, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tính theo cái trường độ của nốt ngắn là 1 phách thôi. Bây giờ tôi sẽ trên mẫu một đoạn và tôi sẽ phân tích cho các bạn một số kỹ thuật nữa. Cái dòng đầu tiên, cái ô nhịp đầu tiên thì chúng ta thấy là cái nốt re được ghi là số 4, như vậy chúng ta sẽ dùng ngón 4 để bấm. Mục đích dùng ngón 4 này ở đây, mục đích là để chúng ta có thể dễ dàng bấm ở nốt đồ ở trên cao này, bởi vì sau đó thì bài đệm là nốt đồ. Nếu không nó sẽ như thế này thì nó sẽ tạo ra sự vồ vập và nó sẽ vất vả hơn là khi chúng ta dùng ngón nút đây và ngón đồ đã trên dưới đây. Một điểm nữa đó là chúng ta phải giữ âm thanh thật là lâu, ví dụ vẫn giữ nốt đồ đến nốt rê này, chúng ta vẫn giữ nốt rê và chúng ta chuyển nốt sang nốt xì đây, ví dụ tiếp nốt rê đến đây mới nhắc nốt xì ra. Tức là chúng ta sẽ khi bấm một nốt rồi thì nó cứ giữ mãi cho đến khi chúng ta bắt buộc phải chuyển nhấc nó ra thì mới nhấc. Đó, cho nên là cái bài này nó rất là quan trọng với cái trong kỹ thuật của guitar. Bởi vì chơi guitar có một cái khó là giữ được trường độ là không hề dễ một chút nào, nhất là với guitar cổ điển, bởi vì guitar cổ điển phải chơi cùng một lúc nhiều bè. Cho nên cái việc mà giữ được ngón tay, phân phối ngón tay hợp lý là một cái chuyện rất. Cho nên các bạn hãy cố gắng tập bài này kỹ một chút.